Hello, đại xin chào tất cả quý anh chị. Hiện tại quý anh chị nào mà mình đang có cái nhu cầu cần tìm một cái mẫu xe CUV 5 chỗ Toyota Corolla Cross thì quý anh chị coi hết clip này của Đạt nha. Thì hiện tại bên Toyota Hiroshima Tân Cảng, bên Đạt vừa về được một cái xe 2021 cực kỳ là lướt luôn nha quý anh chị. Đó, rồi theo dõi clip này để Đạt đi quay lại chi tiết để quý anh chị mình cùng tham khảo nha. Đây, cái mẫu xe này muốn giới thiệu là mẫu xe đang đứng trước mặt quý anh chị đây quý anh chị. Xe được sản xuất vào năm 2021 nha quý anh chị. Xe mang biển số cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh đây, 51H, đầu 51H. Ngoại thất á, thì xe mang một cái nước sơn là màu ngọc bích nha quý anh chị. Đó, đăng kiểm và phí đường bộ còn tới tháng 7 năm 2022 lận. Khá là dài. Cái này đặc nghĩa là người chủ cũ người ta mới đi đăng kiểm lại á quý anh chị. Toyota Cross á, thì ở thị trường Việt Nam hiện tại thì sẽ có là 3 phiên bản. Một á, là phiên bản 1.8G, hai là phiên bản V và cuối cùng là phiên bản Hybrid các quý anh chị. Đó, phiên bản V và phiên bản Hybrid là hai phiên bản cao cấp quý anh chị. Đó, thì ngoại thất á, thì sẽ về phần ngoại thất á, thì ba mẫu sẽ giống nhau, nhưng mà về nội thất thì bản V và bản Hybrid sẽ gần gần như nhau là bản cao cấp. Đó. Nhưng mà được cái là bản Hybrid thì nó sử dụng cái công nghệ là xăng lai điện á quý anh chị. Rồi, để Đạt đi quay chi tiết phần ngoại thất, phần nội thất để quý anh chị mình có thể là tham khảo về mẫu xe này nha. Và nếu quý anh chị nào mà mình đang quan tâm về mẫu này thì quý anh chị có thể là liên hệ trực tiếp với Đạt. Số điện thoại của Đạt là 0932192611 để Đạt hỗ trợ thêm thông tin chi tiết tới quý anh chị nha. Và xe hiện tại đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng với Đạt chào bán với mức giá là 750 triệu nha quý anh chị. Đầu tiên thì quý anh chị có thể thấy là phiên bản V với phiên bản Hybrid nó sẽ có cái công nghệ an toàn chủ động của Toyota, đó chính là Toyota Safety Sense đó quý anh chị. Kèm theo camera 360 độ nè quý anh chị. Đây. Đây nè quý anh chị. Mâm lốp thì cực kỳ mới luôn nha quý anh chị. Đó, lốp sử dụng là lốp của Michelin. Mâm đồ còn rất là đẹp, mâm phay còn rất là đẹp nha quý anh chị. Đó. À, xe cũng được trang bị cái camera nè quý anh chị. Tác dụng chính của cái camera này chính là sử dụng vào những công nghệ chẳng hạn như lịch làn đường nè quý anh chị. Đó. Đèn pha cốt là full led luôn nha quý anh chị. Đó, quý anh chị thì thấy không? Rồi để Đặt mở phần nội thất lên, Đặt quay cho quý anh chị tham khảo nha. Này, xe mang một cái tông màu nội thất là màu đen nha quý anh chị. Đó. Xe mới đi được có 6.000 cây số thế nào quý anh chị. Đó, 6.000 cây số thì không có gì gọi là nhiều đó một cái mẫu xe của Toyota hết đó quý anh chị. Xe thì cũng được trang bị là camera hành trình, phim cách nhiệt rồi nào quý anh chị. Nội thất cực kỳ mới luôn nha. Đó. Xe được sản xuất vào năm 2021, nhập khẩu Thái Lan nha quý anh chị. Đó, nội thất rồi đó quý anh chị. Nhưng mà có điều là cái nó vẫn chưa có phanh tay điện tử. Quý anh chị thấy không? Đây cái phanh chân của nó, thường thì mình sẽ có phanh tay nhưng mà dòng này làm cái phanh chân. Xe cũng được trang bị là cửa sổ trời luôn nha quý anh chị. Đây, cửa sổ trời. Hàng ghế sau thì cũng cực kỳ rộng rãi luôn nha quý anh chị. Đó, nói chung ngồi cũng rất là thoải mái, không thể nào mà so với những cái dòng mà SUV 5 chỗ chẳng hạn như là Mazda CX-5 được quý anh chị. Những cái nút bấm nào trên vô lăng là quý anh chị. Trên xe thì có nhiều cái vị trí mà anh chủ cũ ảnh chưa tháo bịch ni lông ra luôn nè quý anh chị. Đó. Đạt thích nhất ở trên cái dòng Toyota Cross này á là cái ghế phía trước của anh chị, nó thiết kế giống như cái mẫu mà Atus vậy đó, nó rất là thể thao và đặc biệt là nó ôm người luôn quý anh chị. Ngồi hai cạnh này nè, nó ôm vào người, ôm vào lòng mình á, cảm thấy rất là sướng nha quý anh chị. Trên xe thì không có một vết trầy nào luôn á quý anh chị. Trên xe mới vừa về bên Toyota Hiroshima Tân Cảng mới đạt ngày hôm qua thôi mà không có một vết trầy nào luôn á. Hàng cấp sau thì cũng cực kỳ rộng rãi luôn nha quý anh chị. Đây là nghĩ cái này cũng phải khoảng hơn 400 lít đó quý anh chị. Đó. Có rèm che nữa nè. Lớp xe cua thì vẫn chưa sử dụng nào quý anh chị. Đó. Con độ đồ vẫn chưa qua một lần sử dụng nào hết nha.
Thì Đạt cũng nghĩ cái mẫu xe này á, về bên Đạt chắc chỉ cần rửa lại và bán thôi. Xe cũng được anh chủ cũ lên cái camera hành trình phía sau mà quý anh chị. Đó, đầy đủ luôn. Rồi, để Đạt mở cái phần khoang động cơ ra, Đạt quay lại cái phần khoang động cơ để quý anh chị mình tham khảo một chút. Đây chính là cái phần khoang động cơ của xe này quý anh chị. Đó, quý anh chị có thể thấy á, là những cái chi tiết ở trong khoang động cơ á, nó còn rất là đẹp, rất là mới nha quý anh chị. Đó, chỉ bị bụi một số vị trí thôi. Đó, đây là sử dụng một động cơ là 1.8 lít nha quý anh chị. Nhìn cái khoang động cơ, nhìn nói chung là nó cũng không phải là nhiều cái chi tiết quá. Đó, mình nhìn vô mình rất là cảm thấy rất là thoải mái với cái khoang động cơ này. Và bên Đạt bán xe thì sẽ cam kết quý anh chị là động cơ chưa từng bị đại tu nè, động cơ chưa từng bị thủy kích ngập nước nha quý anh chị. Đấy. Thật ra mẫu xe này nó quá mới nên là Đạt cũng không có nhiều cái điều để Đạt muốn nói chia sẻ tới quý anh chị. Đó, chẳng hạn như capo thì vẫn chưa có dấu hiệu ra nè quý anh chị. Đó, thì mình có thể xác định rằng là xe này chưa bị cấn đụng về phần nắp capo hoặc là phía trước xe. Đạt xin kết thúc video tại đây, và nếu như quý anh chị nào mà mình đang cần tìm một cái mẫu crossover và đặc biệt là Toyota Cross thì quý anh chị có thể gọi trực tiếp cho Đạt để Đạt hỗ trợ thêm thông tin chi tiết tới quý anh chị nha. Số điện thoại của Đạt là 0932 192 671. Và xe hiện tại đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Đạt chào bán với giá là 750 triệu.